Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Thưa các bạn vừa xem một cái đoạn nhạc mình test để mình có mới làm một cái phân tần full đơn các bạn, một bát một chép. Cái dòng phân tần này là mình sẽ làm cho dòng bát 40 và dòng chép kèn 850 nha các bạn. Đó. Thì tất cả các cái phần mạch này thì mình đều làm lại hết các bạn nhé. Làm lại hết. Đó. Các bạn thấy là phần cuộn cảm nó rất là bự. Đấy. Tụ. Đó. Cuộn cảm trở nhôm. Đấy. Bóng đèn tụ. Đấy. Toàn bộ phần này là phần phân tần cho con loa bát chung này, thầy cháu chép này. Đấy. Chống cháy ok nha các bạn. Chống cháy ok. Các bạn cùng nghe này. Thì các bạn có thể thấy rằng là mặc dù nó là một bát một chép thôi nhưng mà nó lên ba giải đều rất là hay nhá, đều rất là ok. Đó. Thì cái này mình cũng làm theo yêu cầu của một bác khách hàng của bên mình thôi. Để cho các bạn cùng nghe nhá. Đấy. Test loa bát này. Test loa bát này. Bát rất là lực nha các bạn. Đấy. Rất là sáng tiếng. Đó thì từ các bạn thì là những cái dòng phân tần của full đơn thì nó thường các bạn thường hay sử dụng, tôi thấy những dòng loa sân khấu hoặc là dòng loa kéo nha các bạn. Đó thì nó có một cái ưu điểm là mình cần sử dụng ít loa thôi, nghĩa là mình chỉ cần một con loa bát, một con loa chép kèn hoặc là có thể một bát và hai ba con loa chép cũng được. Đấy, mình không cần phải loa chung thì nó vẫn cho cái chất âm lên ba giải rất là hay nha các bạn. Đó thì bên mình cũng có những cái dạng phân tần mà nó có sẵn đúng không ạ, nhưng tuy nhiên thì một số những cái dòng bát lớn ấy thì hiện tại là mình cũng chưa có những cái bộ phân tần sẵn ở đây, thì mình lên nha, mình chế cái bộ này thì dựa trên các cái nền tảng mạch. Đấy, một mạch mà dòng cao cấp ở trên thị trường mà mình coi như là mình copy lại các bạn nhé. Mình có thể nói là copy lại và sau đó mình sẽ thay thế các cái linh kiện xịn của nó các bạn nhé. Thì thưa các bạn thì một câu hỏi là có nên xài những cái phân tần này không, thì nói chung là cũng tùy thôi các bạn ạ. Đó, tùy theo cái sở thích và cũng có thể là tùy theo cái nhu cầu của các bạn thôi. Thì mình nghĩ là vẫn cứ nên mua sẵn cũng được các bạn nhé, mua sẵn cũng được. Bởi vì là lên những cái phân tần như này thực sự là nó không có rẻ hơn đâu các bạn ạ. Thực sự nó không hề rẻ hơn cái phân tần bạn mua sẵn đâu. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những phần linh kiện này mình mua đều tuyển chọn rất là kỹ các bạn nhé. Cho nên là mình nếu như mà có những cái dòng nào mà nó phù hợp ấy, thì mình khuyên các bạn nên mua sẵn. Nó sẽ hay và nó tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Ví dụ như cái dòng phân tần 3 đường tiếng như thế này các bạn nhé. Phân tần 3 đường tiếng của thế này bên mình Hàn, của Zinet bên mình Hàn, sẵn dây 3 way đánh cho bát 25, bát 30. À, cũng chỉ có 320.000 một cặp, bao hàn dây đầy đủ. Đó, con này đánh rất là ngon, rất là sướng nha các bạn. Đấy, thì mình nghĩ là những cái dòng bát 20, bát 25 thì các bạn cứ mua thẳng một cái bộ như thế này. Đấy. Đó, thì nó sẽ vừa tiết kiệm chi phí mà chất lượng lại rất là tuyệt vời vì nó làm hàng nhà máy các bạn nhé. Còn những cái dòng mà những cái trường hợp đặc biệt mình làm, mình gia công, mình lên những cái mạch như thế này thì ra chất lượng nó cũng rất là ok thôi. Phần mạch này của nó thì các cái phần mà linh kiện hàn tất cả các thứ mạch thì nó sẽ đều có những cái quy chuẩn tiêu chuẩn hết. Đó, nó có những cái sơ đồ, nó có kỹ thuật và đó. Thì nói chung là thích lên theo kiểu đặc biệt thì mình mới cần độ chế riêng nhé, còn không thì các bạn cứ chơi những cái dòng như này cho em. Đó, bên mình vẫn phân phối như bộ này, một cái một mạch cũng ok. Đó, rồi một cặp cũng ok. Đó,
Cái này nó có thể là ba đường tiếng, nhưng các bạn muốn sửa thành hai đường tiếng cũng ok. Mình cũng sẽ sửa lại cái mạch này, hoặc là nâng cấp phân tần này cho nó lên nó chống cháy hay gì đó chẳng hạn, thì cũng đều là ok hết nha các bạn. Đó. Thì ok, thì thưa các bạn, thì trong cái video này mình cũng lên một cái video về cái thực ra cái này là mình thích thôi. Thực ra các bạn, mình thích cái này, mình thích độ đẽo các thứ cho nó vui thôi. Đó, thì tiện thì mình gửi luôn cho khách hàng để cho nó, chứ còn thì mình thực ra nó không mình cũng không thích chuyên cái thằng này về thương mại đâu các bạn, vì làm cái này nó mất công lắm. Làm nó rất là mất công. Thì ra lời lãi nó chả được gì cả mình bao nhiêu đâu, mình chỉ gửi cho nó vui thôi. Đam mê thôi bạn ạ. Ok các bạn, thì video của mình cũng đến đây là kết thúc nha các bạn. Thì bạn nào lần đầu xem kênh của mình, vui lòng cho mình một like và một đăng ký kênh nha các bạn. Việc đăng ký kênh thì hoàn toàn là miễn phí, nhưng mà nó sẽ giúp cái việc các video của mình lên sẽ gợi ý cho các bạn, và các bạn sẽ không cần phải tìm kiếm nhé, tại Eway 301 Bình Tân. Thì các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.